Cách dễ nhất để có tiếng nói, trả lời thống kê dân số 2020 2020census.gov. Hãy làm tròn bổn phận của chúng ta. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam, với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Hepatic giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Và thưa quý vị, sau đây là chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần. Welcome sự trở lại của ông khách sộp, anh Kevin Ngô, cũng như là anh Vũ Kiểm. Chào hai anh, chào quý vị. Kính chào quý vị khán thính giả của Việt Radio TV. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tường Minh. Vũ Kiểm kính chào tấn hộ quý khán thính giả, chào cô hàng cà phê Tường Minh, anh Kevin. Đúng là ông khách sộp, khách quý hai tuần nay. Chắc là vắng bóng giang hồ. Bèo lè đâu mà anh ngậm ngùi thế? Không. Tôi đang lựa chữ nói sao cho vừa lòng nhau. Bèo lè đâu có phải là trốn giang hồ. Cô hàng cà phê nói vậy người ta nghe, người ta cười cho. Không là trốn gió tanh mưa máu ở chỗ nào nữa. đã ngoài anh Vũ Kiểm thấy không? Sao? Đã ngoài á. Có hai cơn bão đúng không? Đúng rồi. Một cái là Marco. Là Marco đúng không? À. Marco mà nghe nói gió tanh mưa máu đâu dám vô. Sợ. Marco chứ mà cũng sợ. Marco còn sợ. Chỉ có Laura thì mới dám thôi. Laura cũng phải né qua một chút nữa. Dạ, đâu dám vô thẳng đâu. Nhưng mà Marco còn sợ cô Minh. Nhưng mà anh Vũ Kiểm mới thấy rằng là với anh mới thấy ông bà mình nói không có sai. Cái gì mà nó nguy hiểm á là toàn là các bà các cô, tên các bà các cô không à. Cái đó đã chính xác. Không có thống kê văn bản nhưng mà qua những cái cửa khẩu và chúng ta biết được nó truyền từ đời này qua đời kia. Có ai gọi hỏa hoạn là bà chằng, là ông chằng lửa không? Chỉ gọi là bà chằng lửa thôi. Thấy không? Nhưng mà có ông kẹ đó. Ông kẹ lại là khác, ông kẹ vẫn thua mẹ mìn. Thấy không? No. Anh Vũ Kiểm có thấy là ông phù thủy không? Không có, never. Không, đúng. Không có. Chỉ có bà phù thủy nè, bà hỏa nè. Phù thủy thôi đúng không? Đúng. Rồi, cái đẹp á, tại sao các bà các cô thi đẹp? Là tự vì họ cơ bản của họ là không đẹp nên là họ phải thi. Chính xác luôn. Ngay cả loài vật cũng vậy. Gà trống đẹp hơn gà mái. Gà mái chỉ có một bộ lông mà không có màu sắc và không có cái mào oai, không có cái cựa vững, không biết gáy. Gà mái cúc 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 không. Sư tử được cái bờm nó hiên ngang không? Sư tử cái làm gì? Chỉ đi được, kiếm mồi thôi. Được có cái mã thôi. Nhưng mà anh Vũ Kiểm mới thấy là còn cái đẹp á, bây giờ mình chỉ nói mà mình đừng có đem mình ra, mình chỉ nói cái đó là giống như mèo khen mày vô đuôi rồi. Ok. Anh có thấy bà Trang không? Không. Chị ông Trang đúng không? Ôi đúng. Trời ơi. Nhưng mà là chị Hằng cơ mà. Chị Hằng cái đó là tự nhiên người ta ăn theo thôi, người ta họ ganh tị người ta ấy thôi. No. Anh thấy không? Mà bây giờ nếu mà đem cái vụ mà bà phù thủy hoặc là ông Trang ra so sánh á, cái đó đôi khi nó cũng còn là trừu tượng. Ô, bà phù thủy thôi đó, nghe hồi trong chuyện cổ tích thôi. Chứ trong thấy đời thực giờ bây đâu, giờ mình không thấy, đúng không? Ông Trang hoặc là chị Hằng mình cũng không thấy, đúng không? Cái đẹp khi mình chưa ý kiến, nhưng mà bị cái xấu. Anh có thấy không? Gần nhất thôi cái mà thảm họa mọi người thấy không? Cô Vy. Đúng rồi. Anh Vũ Kiểm thấy không? Chính ngay xác. Cả người Mỹ mà họ còn để cái chữ cô Vy. Chính xác. Chứ đâu có nói anh Vy hay là chú Vy hay là bác Vy đâu. Nói tóm lại, nếu mà chúng ta dùng tam đoạn luận ha, từ hỏa hoạn, thiên tai cho tới lĩnh vực y tế, tác nhân gây ra đều là giống cái hết. Tức là xấu. Đàn bà là những niềm đau, đàn bà làm cho tim kiểm nhỏ máu. Khi đó nhưng hỏi mà đàn ông Song Ngọc, ngọc ngà anh Song sao? Ngọc, các anh có cái đội chê, mồi dạy kéo. Em cứ để cho các anh chê, các em thoải mái ở cô thế này xấu thế kia, nhưng mà không có các cô thì các anh đâu có sống nổi đâu. Cũng chạy đi tìm các cô thôi. Có chứ.
kiểu này á, anh mới kiếm chắc phải đổi tên quán này, đổi quán cà phê qua quán ốc. Không mà thêm mục đó cũng được hay không, dễ bán thêm cua rang muối. Đúng rồi, anh ốc nói muối. Anh ốc nói mò phải không? Dạ vâng, thì đó à, cho như là vậy các... Thì bây giờ nếu mà mình tính à, coi như Tường Minh mở quán ốc á, anh có thấy anh Tường Minh có cần tuyển người đổ vỏ không? Không, cái công việc đó nặng quá, tôi khiêng không nổi. Tôi vẫn, tôi rửa chén được, rửa tô được. Đừng bắt tôi khuân vác. Yeah, để coi cái tỷ ở ngoài có anh nào Valentia. Ai ăn ốc mà bắt anh Kiểm đổ vỏ hả? Chị cũng có đó, nhiều khi cũng có đó. Ai? Tôi đã biết được, chưa ăn thì chưa biết. À, thôi thì các anh thì cũng muốn nói các em như thế nào cũng được, nhưng mà biết rằng một điều là các anh luôn luôn cần các em, mà điều đó là tụi em vui rồi, thành ra không có vấn đề gì hết. À, thương nhau lắm thì cắn nhau đau, nói xấu cho nhau cho dữ, rồi cũng cần nhau thôi. Chấp. Chấp. Chứ chắc. Có là những anh... người ta sống đâu có cần, đâu có lập gia đình, đâu cần đàn bà phụ nữ đâu. Đó là những vị chân là... tu hành. Nổ, cái đó là ít rồi, số ít rồi không kể. Okay. Mình kể số đâu. Nói vậy thôi chứ mà... Về rồi nhà có con gái mà đúng không? Rồi về rồi cũng dặn ông xã nói nhớ ăn ở có đức chút xíu á, con gái nhà đức cha đó. À, đúng không? Em thấy con gái nhà đức cha, nhưng mà ba em có đức lắm mà em chưa thấy được nhờ gì hết trơn. Vậy thì phải coi lại cách ăn ở của bố chứ còn mà anh Vũ Kiểm thấy không? Bây giờ ra nói con gái nhà đức cha đó, em nói anh ai anh cũng thương hết mà có gì đâu mà à biết bao nhiêu đức hơn Vũ Kiểm là rất là có đức không? Đôi khi miệng lưỡi người đời những cái đó nó cũng thay đổi và đôi khi nó bị ác cảm định kiến từ xưa thôi. Người ta hay nói là gì đó, anh không thất đức là vì dạy là vì người ta làm ra như vậy, nhưng mà đa số thì đâu có phải là như vậy, cho nên tôi nghĩ là cũng không nên. Tôi nghĩ là như vậy. Ừ. Tớ cũng giống như ok, cái vấn đề là cái vấn đề, nếu như vậy thì vấn đề là gì thì nó là vấn đề. Hôm nay á, là Tường Minh có đề tài cũng khá là nghiêm chỉnh mà hả, thử anh, nói coi nào anh Kevin đi vô phá không khí của em rồi, bây giờ sao nghiêm chỉnh được. Anh vừa kiểm thứ hai là đầu tuần nhưng mà lại ngày 31 của tháng 8 là okay. Cuối thôi. Nó lại là cuối tháng. Nên bây giờ mình chọn một cái gì đề tài gì đó mà nó nằm ngay cái border anh Vũ Kiểm. Ok. Nghiêng bên này lệch chút xíu thì nó qua bên kia, mà hãy mà nghiêng chút xíu thì nó qua bên này anh Vũ Kiểm. À. Sao đề tài nghiêm chỉnh đầu thứ hai đầu tuần mà nghiêm chỉnh quá sao làm việc anh Vũ thì Kiểm? Cứ nghe thử coi. Không muốn nghiêm chỉnh thì để dành. À để mình nói cái khác. À mình nói tính nói đề tài thời sự chút, nhưng mà anh Kevin nó cuối tháng rồi. À. Đâu có thời sự muốn nói thì cứ nói cho ai cấm. À anh Vũ Kiểm. Hơn nữa là anh đã giao quyền cho cô là coi quán mà, đúng không? Muốn nấu món gì nấu. Muốn mà, thì thứ rồi thử coi. Muốn nấu món gì nấu. Menu thì... coi hôm nay có được chiếu cố hay không? Thì cái đề tài này thật ra Tường Minh với anh Kevin cũng có nói qua rồi, nhưng mà không có nói trong mấy chương trình cà phê sáng, cũng chưa có nói nhiều đủ. Nên cái chương trình cà phê sáng thì chắc chắn là đông quý vị khán giả nhiều hơn, coi rất là đông. Nationwide luôn, rồi nhiều khi ở những nước khác, rồi Việt Nam cũng thấy cũng có coi, nên muốn đem cái đề tài này ra một lần nữa để mà hỏi xem coi là mình có thể chấp nhận trả một cái giá cao để mình không xài hàng Trung Quốc không. Tưởng đâu là đem cái câu chuyện cái anh chàng Trung Quốc 22 tuổi Kevin mới đọc hôm qua, anh ta gọi cho cảnh sát, anh ta nói rằng là tôi mới vừa giết một người, xin cảnh sát tới bắt đi, cuối cùng tới find out là không phải. Bà vợ căng nhằn quá, ảnh nghĩ ra cái cách bây giờ chỉ có là tốt nhất là nhờ cảnh sát bắt ảnh đi chỗ khác. Cái chuyện này là thật 100% nha, chứ không có xạo nha anh Vũ Kiểm. Biết, tôi biết cái tin về sự kiện đó, nhưng mà cái ý tưởng để làm đề tài mà chị Tường Minh vừa mới nhắc đó, nôm na là tẩy chay hàng. Mình có chấp nhận trả tiền nhiều hơn, mắc hơn để mà mình không mua hàng Trung Quốc không? Đó là mới chỉ một vấn đề thôi. Em chỉ muốn nói một vấn đề thôi. Trả một cái giá đắt để đắt mua hơn. Không. Nhưng mà nếu mua hàng Make in America, Make in somewhere in Việt Nam đắt hơn.
có đủ không? Đắt hơn là một chuyện tôi nói rồi, nhưng mà không đủ cái mức cung để mà thích ứng cho cái mức cầu. Bây giờ thì bây giờ thì cô sẽ bị rơi vào trường hợp nào? Anh Vũ kiểm cái đó phải từng bước. Thứ đúng nhất rồi. À. Là có những cái nguồn hàng anh kiếm nước khác hơi khó. Chẳng hạn, ok, bây giờ cái bottle water mà cái aluminum và cái mà người Việt Nam mình dùng hay tìm nhôm. Cái từ inox á. Okay. À, đúng không? À, nhôm cuộn. À, cái đó cái bình mà đựng nước mà hai lớp đó đó mà bây giờ mình đi khắp nơi ta đều thấy là made in China. Tự vì cái hàng đó đó là có thể nói rằng là 95-98% là made in China. Ok, mình vô trong đó mình search là kiếm mà để mà make in từ nước khác gần như không có. À, 500 anh Vũ kiểm là 95-98% trên toàn thế giới là của China. Ok, yeah. À, nên là có những thứ chẳng hạn giống như là vớ của mình mang đó là tại một thành phố ở bên Trung Hoa đó là người ta họ cung cấp cho khoảng 90% trên toàn thế giới. Nên là mình cũng phải hiểu được có những cái mình có thể làm được ngay bây giờ. À, nhưng mà có cái phải cần có nhiều thời gian. Tôi không nghĩ là sẽ làm được. Cho dù là ở một cái mức độ nhỏ thôi. Nếu làm được thì Mỹ đã làm từ lâu. Và không có xảy ra để cái xảy ra tình trạng hiện tại là cuộc thương chiến giữa tàu và Mỹ. Cái chuỗi cung ứng của toàn thế giới nó sẽ bị đình trệ, không phải một sớm một chiều giải quyết được vấn đề. Bây giờ nói khoanh lại đây. Tí dụ, mình tẩy chay hàng tàu từ thực phẩm ở chợ búa ở chung quanh khu vực chúng ta thôi ha. Những cái nguồn khác ở đâu cung ứng kịp. Và ngay cả những người chủ của những ngôi chợ đó, tí dụ là như vậy, hoặc là những cái chuỗi hàng đó là người Việt mình. Cái ý tưởng thì hay, nó thuần về chính trị thì good, độc đáo, nhưng mà không thể nào tẩy chay một cách coi như là rốt ráo được. Nếu không, có không. Người ta đã làm ngay rồi. Ngay bây giờ thì không được, nhưng mà thời gian thì cái mình nghĩ sẽ được. Và hiện tại cái này, tự vì cái này nó cũng hơi... private chút xíu nhưng mà cũng có thể chia sẻ. Tại vì Kevin đang cũng làm trading trong một thời gian. Ok, và hiện tại bây giờ trước đây thì không nói, nhưng mà bây giờ những cái nguồn hàng mà có thể có từ những nước khác, Nam Hàn hoặc những Nhật Bản, những cái công ty lớn của Mỹ đã. Ngay cả là Walmart, người ta họ vẫn có một cái message hiện tại bây giờ là họ refer nếu mà đối với cái sản phẩm đó mà có ở nước khác họ refer mua từ nước khác. À, cái này là có thật chứ không phải là chỉ có nếu có, nói, có bởi vậy cho nên là người ta đang nói là chỉ có những cái nguồn hàng mà họ không có sự chọn lựa thì họ yes sir. Ngay cả chính quyền Trump và những nhà phân tích và coi như là chuyên gia họ cũng nói không muốn lệ thuộc bị ảnh hưởng quá nhiều vào cái nguồn cung ứng từ bên tàu. Mỹ mang company của mình qua bên đó lập nghiệp nhờ công sức lao động của tàu bán ngược trên thế giới, bán ngược về Mỹ. Bây giờ xảy ra đại dịch, đóng cửa hết. Chúng ta thấy trong cái 6 tháng vừa qua, cái nguồn cung ứng nó bị như thế nào? Nó bị đình trệ rồi. Muốn thoát chung về khía cạnh chính trị, yes. Nhưng mà rất khó mà thoát được cái sự lệ thuộc ảnh hưởng bởi cái vấn đề hàng hóa và thương trường. Cũng giống như là bây giờ tàu quá lệ thuộc vào cái nguồn năng lượng dầu hỏa của Mỹ, làm sao muốn thoát ra được cái đó? Đi chơi với Iran, đi chơi với Venezuela là những nước quốc gia bị Mỹ cấm vì họ có những cái hành động vi phạm luật chơi của quốc tế công ước Geneva, cho nên không làm gì được. Có muốn tẩy chay Mỹ cũng không tẩy chay được, tại vì dầu đâu để mà anh bị khát dầu. Anh Vũ Kiểm, cái gì cũng vậy thôi. Cái gì đó mà nó không có thể từ con số 0 lên con số 10 trong một ngày thì đồng nó ý. Cũng không thể từ con số 10 xuống con số 0 trong một ngày được. Đồng ý. À, nên là cái gì họ rồi, bây giờ đại ra. Khái là gọi là gì đó mở đầu và nói về bối cảnh nó khó khăn như vậy đó. Bây giờ như vậy, chị Tường Minh và anh Kevin đi vào chi tiết, tức là cái vấn đề nhỏ thôi ha. Mình muốn trả một cái giá đắt để không mua hàng của tàu làm. Cái sẵn sàng chưa? Và thực, món gì? Sự là mình cũng có thể né rất là nhiều. Nhưng mà okay. Giả sử mình đi mua một cái đồ ngoài Home Depot okay. Hoặc là lô cho đồ dùng trong nhà đi.
anh đi ra anh chỉ biết anh mua cái thermostat hay là một cái gì đó, nhưng mà nếu mà mình chỉ biết tới đó để mình mua, mình không kiếm chỗ khác được. Ok, à nếu mà bây giờ nó có một cái website để họ cho mình cái mà giống như là một cái advice, hay họ cho mình một cái để mình vô đó mình reset, ồ tôi muốn mua cái đồ này mà không phải made in China thì mua ở đâu, nếu mà có một cái website mà advice vậy thì dễ. Còn bây giờ giả sử giống như mình không biết, mình chỉ chạy ra mình mua đồ dùng, chẳng hạn đi chợ thì mua chỗ này, ok, đi mua đồ trong nhà chẳng hạn sữa gì đó thì mà mình ra Home Depot với Lowe là hai cái chính, đúng không? À lâu lâu thì cũng có thể tới chỗ anh chị em cũng có thể mua một vài cái đồ hardware nhỏ nhỏ gì đó, ốc vít gì đó, cái convenience, cái sự thuận lợi là cái, dạ vâng. Nên là mình chỉ đi tới đó và họ có cái gì gần như là mình mua cái đó, đúng không? Chứ còn mà để mà ra đó made in China chạy tới chỗ khác á, thì gần như cái xác suất thấp là tự vì mình thấy bất tiện quá. À ở đây mình chạy từ chỗ này tới chỗ kia mất cũng 15 phút nửa tiếng mà mình không biết là đi tới chỗ kia có hay không nữa. Nên đó là cái điểm mà nên cả hai, cái người muốn mua là một chuyện, nhà cung cấp, ok, đó là một chuyện nữa. Hai yếu tố. Dạ vâng. Đối với một số những sản phẩm thì có lẽ giống như anh Kim Bình với lại anh Phụ Kim cũng nói rồi, mình đi kiếm cũng không có. Nhưng mà trước mắt thì hôm bữa đi chợ thấy ngạc nhiên là một cái bún khô mà mình hay ăn, nhìn ra thì lại made in China, giật mình. Bún của mình ăn á, mà mình hay luộc, mình ăn bún riêu, bún đồ này kia kia nọ. Quay ra thì chỉ có hai chỗ thôi, một là made in Việt Nam, hai là made in China, những cái hiệu mà tên Việt Nam luôn. Cái hiệu là của Việt Nam, in chữ Việt Nam, nhưng mà nhìn kỹ là made in China. Thì mình thấy cũng rất là ngạc nhiên. Hai nữa là thí dụ như là giữa hai cái món hàng có chênh lệch giá, đương nhiên made in China đa số là rẻ. Anh Kevin với anh Vũ Kiểm và quý vị có đồng ý không? Made in China đa số là cái giá rất là phải chăng. Thí dụ như mình vô quanh mạc thì nó giá nó rẻ hơn, hay là mình đi những cái tiệm khác target thì cao hơn chút xíu. Thì nhiều người vẫn chọn China lúc nào cũng rẻ. Tự rẻ hơn. Hỏi các ông mà đi mà China chơi chứ đi về China Việt Nam Airlines chơi cũng rẻ. Đi về Việt Nam chơi mấy ông cũng nói là made in China rẻ hơn. Tôi thì có cho kẹo tôi cũng không đi coi vạn lý trường thành. Mời một khán giả trên đường dây. Alo, xin lỗi, cà phê sáng không anh chị? Dạ thưa đúng rồi ạ, anh cho biết quý danh được không? Tôi tên Đình. Chào anh Đình. Ok, tôi mới nghe cái chương trình mà chị với mấy anh nói lên cái đề tài ngày hôm nay là tẩy chay hàng tàu. Tôi 100% ủng hộ cái điều đó. Tôi là coi như là sẵn sàng willing pay gấp đôi, gấp ba, ý định gấp 10 để mà make in USA. Tôi là sau cái vụ mà COVID á, tôi hy vọng trên toàn thế giới phải có một cái biện pháp gọi là tẩy chay hoàn toàn thành Trung Quốc để mà trừng trị cái vấn đề này. Nên nếu mà tôi có tiền nhiều, tôi mua. Còn nếu mà tôi không có nhiều tiền thì tôi mua ít lại. Vậy thôi, nhưng mà nhất định không support người thằng Trung Quốc. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai là trên thế giới cùng bắt tay lại với Mỹ để mà đẩy chay thằng Trung Quốc. Đó là ý kiến của tôi tại thời rồi, rất là cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh nha. Anh kêu như là anh trả lời một câu rất là dứt khoát là anh sẵn sàng trả tiền gấp 3, gấp 5, kể cả gấp 10 lần để có thể là không có phải mua những cái món hàng của Tàu. Thật sự như vậy không? Nếu mà những cái mà nhỏ nhặt trong gia đình chúng ta, những cái vật dụng cần thiết trong gia đình chúng ta, cái nào cũng bỏ ra gấp 5, gấp 10 lần, nhiều khi mình không có đủ tiền để mình mua đâu đó. Lương thì không có, chỉ như vậy thôi mà bây giờ mình chi phí mình ra rất là nhiều mà còn nhiều khi gấp đôi. Cái đó là nhìn vào cái khía cạnh thực tế, dạ. Cái khó nó bó cái khôn. Vậy thì phải làm sao? Dạ, không phải ai cũng có thể có khả năng tài chính. Dạ. Dạ, vấn đề là như vậy. Mời một khán giả trên đường dây. Xin chào ạ. 1653, mời quý vị lên tiếng. Hello, phải tôi không ạ? Dạ, thưa đúng. Dạ, tôi muốn góp ý. Tôi thì lớn tuổi rồi, bảy mấy rồi. Nhưng mà tôi hoang hô tinh thần nghe tẩy chay hàng Tàu. 100%. Không nên mua hàng Tàu. Tại hàng Tàu đã ăn hiếp nước, Tàu đã ăn hiếp Việt Nam mình rồi. Và bây giờ còn gieo rắc những cái virus và khắp thế giới như vậy thì mình không nên. Nên ngưng. Dạ. Như là vậy là cô cũng sẵn sàng trả tiền nhiều hơn để mà... Nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Ví dụ có một lần đầu tiên gây cái khó khăn cho mình là mình phải đi tìm
những mặt hàng của các nước khác hơi khó khăn. Nhưng mà một lần đó, từ sau đó thì mình sẽ quen những mặt hàng đó để mình dễ tìm hơn. Dạ rồi, cảm ơn ý kiến của cô nha. Nhưng mà bây giờ mọi người đang nói chung chung, anh Vũ Kiểm không? Dạ. Bây giờ nếu mà có những người có thể mà một tuần mình có một nửa tiếng hồ hoặc là một tiếng hồ của một cái ngày nào đó xong rồi á, mọi người sẽ gọi vào. Nếu mà quý vị cần mua cái món hàng này nè, ok, từ trước giờ đó là cái món hàng đó là made in China. Bây giờ á, ok, bán ở chỗ đó, nhưng mà quý vị nếu mà muốn mua cái món hàng đó, quý vị có thể mua, ok, giá nó cũng không có chênh lệch nhiều lắm, ok, nếu rẻ hơn là khỏi bàn rồi, ok, không chênh lệch nhiều lắm mà quý vị có thể mua ở chỗ khác, ok, cái đó đó nó thực tiễn hơn hả anh Vũ Kiếm? Thực sự nhà mình nếu mà mình coi lại thì cũng không có nhiều đồ made in China lắm đâu. Nên là bây giờ nếu mà mình đi vô tới cái detail một chút xíu đi xuống thì cái đó nó gọi với là tặng gốc hả anh Vũ Kiếm? Em không nghĩ là anh Kevin nói là nhà mình không có đồ tàu nhiều lắm đâu. Không có đồ made in China nhiều lắm đâu. Em thấy nhiều. Thật sự rất là nhiều. Đưa ra những cái gì? Đồ vật dụng anh thấy bây giờ đi ra là đụng... vô là thấy là đòi toàn là đồ nó đâu ông khách lắm đâu. Kevin nói là nhà mình tức là nhà của anh, cái đơn vị riêng của anh hay là mốt, nhà em nghĩ mọi chung mọi nhà đâu có nhiều lắm đâu. Để xem coi ý kiến của quý vị như thế nào nha. Mời một thính giả tiếp theo. Hello. Dạ xin chào. Dạ chào chị. Dạ chào cà phê sáng. Tôi xin lỗi là nãy giờ tôi thấy ai cũng nói tẩy chay Trung Quốc hết á. Tôi nói thật sự mà nói chắc có lẽ nhiều người cũng không có ưa tôi lắm, nhưng mà tôi thật sự mà làm thế nào để tẩy chay đây. Đó, cái điều quan trọng tôi thấy đừng có nói chi một cái vé máy bay chỉ rẻ hơn có 20 đồng thôi, người ta ùn người ta mua vé người ta đã đi rồi, tẩy chay được không? Mà cả bây giờ á, đừng có nói chi một cái món đồ á, tại vì Trung Quốc quá rẻ, mà thật sự mà nói cái công nghiệp của nó cũng rất là giỏi, Việt Nam mình chưa làm được nữa, thì làm sao để mà tẩy chay đây? Hơn nữa mấy anh chị đều thấy rõ ràng con của ông Trump có 20 cái tay mặt ở Trung Quốc rồi, thì làm sao để mà tẩy chay đây? Ok, nói bây giờ nói về chị cái máy bay mà 20 đô đó, mà để chẳng hạn như đây đi về Việt Nam đi, đối riêng với người Việt Nam đi, 20 đô thì cái chuyện đó chị nên coi lại, tại vì cái mình nghĩ chắc là người Việt Nam mình không sẽ không tiết kiệm 20 đô cho cái, một cái round đó, tại vì điển hình á. Dạ, tôi xin lỗi anh nha, tôi bán vé máy bay tôi biết, 20 đô thôi anh, giá của Trung Quốc đó, nó là 700, nó là 680 đồng, lúc đó đó, hãng Nhật á, chỉ có 750 thôi. Thà người ta mua 680 chứ người ta không mua 750. Dạ, yeah, cái đó là 70 đô chị chứ không phải là 20 đô chị nha. Nên là khi mà chị nói chị, bây giờ như vậy nè. Khi mà chị nói, mọi người để cho chị nói. Khi người khác nói, chị để cho. Ok, đó là một chuyện thứ nhất. Về cái vé máy bay mà chị vừa cancel cho một cái trip mà từ Mỹ về Việt Nam, mà chẳng hạn giống như nếu mà 20 đô mà bay đường China nó lên tới 20 mấy tiếng, gần 30 tiếng, người ta sẽ đi bằng EVA nữa là khác, mà Kevin nghĩ là người Việt Nam mình đi về rác là nhiều. Ok, đó là một, hoặc là ngay cả United cũng phải đổi đường bay để cắt xuống khoảng chừng 20 tiếng. Đó là một cái chuyện thứ nhất. Còn cái thứ hai đó, ok, cái chuyện mà đồ của China đó, bây giờ mình nói cái mà sát mà cái thực tế nhất thôi, đó là cái khẩu trang. Khẩu trang của China bán rất là rẻ, và hiện tại bây giờ khẩu trang của China bị stock là tự vì rất là nhiều người không mua khẩu trang của China. Và ngay cả những cái công ty lớn của Mỹ, khi mà người ta gửi cái order, Kevin đang làm trading về hàng mà PPE, Kevin thấy rất là rõ, người ta gửi ra một cái message rất là rõ: no made in China. Ok, đó là cái mà thực tế nhất. Nên yes, chị nói về cái công nghệ đúng, nếu mà mình đừng có đem so Việt Nam, bây giờ có rất là nhiều nước có thể pick up cái công nghệ. Bên đó có Ấn Độ nè. Thì cái quan trọng là những cái công ty ở Mỹ ở đây, chẳng hạn như Apple chẳng hạn, Samsung của Hàn Quốc chẳng hạn, người ta họ đồng ý chuyển giao cái công nghệ cho những cái nước khác không phải là China, thì cái chuyện đó cũng là một sớm một chiều thôi, chứ cũng không có đến nỗi mà gọi quá khó khăn. Dạ, cho tôi ý kiến nha. Có lẽ thì anh nói là đúng, giống như anh nói đó là Trung Quốc, nhưng mà cái tiền labor đó, tiền labor đó mà anh biết á, nước Mỹ này là sống nhờ vào những người mấy ông chủ lớn thôi à. Khi mà nếu mà trường hợp như cái sản phẩm nó làm ra nó quá mắc đi, thì anh nghĩ rằng
họ không bám được thì họ nghĩ như thế nào? Chị, tại nếu mà tiền labor đó thì bây giờ labor của China cũng không có rẻ. Việt Nam mình á là labor rẻ hơn China, kể cả là Đài Loan. À, nếu mà chị nói là labor ha. Dạ, anh nói đúng như vậy, nhưng mà quan trọng hơn nữa là cái sản phẩm nó làm ra có chất lượng hay không nữa. Anh thấy không? Thành ra nhiều khi nói là tẩy chay đó thì chỉ là mình nói thôi, chứ hồi đến lúc mà xài đó, thật sự như giống như nhà tôi là chưa bao giờ tôi xài đồ của China từ xưa đến giờ. Biết đồ thà là mua bên đây nó rất là đắt, nhưng mà tụi tôi vẫn xài là thà của đồ bên đây làm. Chứ chưa bao giờ China, tại Việt Nam mình thích chuộng đồ rẻ, cho nên nó cứ nói là tẩy chay chỉ trên cái miệng thôi, chứ chưa bao giờ ai mà tẩy chay. Tôi nói thật một câu như vậy. Dạ rồi, rất là cảm ơn chị. Dạ. Nhưng mà chị nói á, ăn thua là cái công ty họ đồng ý chuyển giao cái công nghệ thôi, dạ, chứ không có gì hết. Chẳng hạn như đôi giày Nike, dạ, chị ra đó chị coi, đúng mua rồi, Made in Việt Nam, rất là chất lượng. Ý mình không, là người ta bán mấy trăm đô. Việt Nam nhiều lắm. À, đó là một cái ví dụ. Không, tôi đồng ý với cái nhận xét của chị, tức là cái yếu tố tinh thần đó mình ủng hộ 100%, dạ, nhưng đi vào thực tế làm sao đi đến hành động để tẩy chay thật thì nó nhiều khê. Không phải không làm được. Thứ nhất tiền là một chuyện, và cái yếu tố thứ hai như lúc đầu tôi đã nói, nó bắt buộc phải cần có thời gian. Dạ. Đúng rồi. Đó ngoài với Kevin, với nói với anh Vũ Kiểm đó, tức là không có cái gì đi từ số 0 đến số 10 trong một ngày được, rất là khó, và từ số 10 trở lại số 0 cũng vậy. Nhưng mà bây giờ anh Vũ Kiểm, anh muốn bán một cái món hàng, anh là giống như là anh chỉ là cái người middleman thôi, giữa cái manufacturer ở China và tiệm Walmart ở đây. Khi anh bỏ đồ vô tiệm Walmart, họ tính theo cái square feet. Ok. Trong vòng 3 tháng nếu đồ của anh á theo cái square feet đó bán hàng không chạy, họ mua cái đồ ra anh lên liền. Bây giờ người Việt của mình chẳng hạn, là nói riêng. Ok, nói riêng, người Mỹ nói chung. Ngay cả một cái món hàng đó nếu mà có những người khác lên, giống như là cái chương trình của chú Nguyễn Cương đi, chiếc xe và bạn, bây giờ mình có thể lên một cái chương trình gì đó, Tường Minh sẽ come up với một cái title, ok, và mình sẽ advise mọi người, ok, cái này là từ trước giờ có thể nhiều người mua là Made in China, nhưng bây giờ quý vị có cái option quý vị mua khác. Chắc chắn nếu mà người Việt của mình nói riêng, và quý vị sẽ không mua một cái món hàng đó, quý vị có cái option để quý vị có thể mua, mà giá không có quá chênh lệch, quý vị mua chắc chắn vài bữa, ngay cả những cái tiệm lớn giống như Walmart, Target này nọ, họ phải đổi. Tự vì cái hàng món hàng đó không bán chạy là họ sẽ remove khỏi cái rác qua liền. Rồi, chúng tôi mời một khán giả tiếp theo nhé. Hello. Dạ, xin chào. Em là tại Dallas á, hồi nãy em nghe cái chị đó, chị nói là bán vé máy bay cho Trung Quốc này kia đó. Bây giờ tẩy chay không được Trung Quốc á thì tẩy chay chị trước, thì chỉ khỏi bán vé máy bay cho Trung Quốc thôi. Không, cái đó là chị nói ra trước đây là như vậy thôi anh, chứ yeah, còn mà cũng không phải là chị tức là chị lấy cái kinh nghiệm của chị. Cái đó trước bây giờ sao mà mình không có mua đồ Trung Quốc thì chị đừng có bán đồ Trung Quốc thì mình đâu có mua. Dạ. Thì vậy thôi. Tức là bây giờ mình sẽ kêu gọi tất cả những cái travel tất cả những cái travel agency của người Việt không bán. Bứt dây động rừng. Nhưng mà anh China Airlines là của Đài Loan hả? China, một trong hai cái đó. China là China, của China. China. Có một cái nó hãng tên là China Web. Something đó lại nó lại. Tôi không có dành nhiều về đó, nhưng mà bên tàu đó, đại lục đó, có ba hãng hàng không đều có cái chữ China. Yeah. Dạ. Cho nên cái khó nó bó cái khôn, bứt dây động rừng. Cái có thể chúng ta làm được không tốn kém gì, tức là cá nhân mình tự mình ý thức. Tí dụ đang nói về cái chuyện đi travel, đi du lịch. Dứt khoát không đi du lịch bên tàu. Đó cũng là một cái hình thức tẩy chay và phản đối để mà tiếp tay cho những cái hãng du lịch của tàu. Thì cái đó mình làm được trong tầm tay. Dạ. Mời ông thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ. Dạ, tôi xin chào quý vị trên đài ạ. Chào chú. Dạ, tôi hỏi là muốn đánh Trung Quốc á, đã quá trễ rồi. Trung Quốc đã lên bờ rồi, Mỹ còn đánh không được, không ai đánh được. Bye bye. Nghe, Quang Lưu Đan trai. Cái vô chú này á là một cái người có liên quan đến người Trung Hoa. Đúng không? Anh đúng rồi. Anh đồng ý không?
cái chuyện đó được hay không thì thời gian sẽ trả lời. Dạ vâng. Chúng tôi mời một khán giả trên đường dây ạ. Xin chào. À, xin chào cà phê sáng, phải tôi không ạ? Dạ thưa đúng. Dạ xin chào mọi người, tôi là Phong. Cho tôi đóng góp một cái ý kiến như thế này. Trong gia đình của chúng tôi á, khi mà mình quyết định mình bỏ cái đồng tiền cực khổ mà mình kiếm được để mua một món đồ nào á, the first priority, cái ưu tiên đầu tiên hết á, tôi đặt câu hỏi á, là cái chất lượng cái đồng tiền đó mình bỏ ra khi mình mua cái món đồ đó nó sẽ last cho mình bao lâu. Mà hình như ông bà mình nói là tiền nào của đó, you get what you paid for, thì nó exactly nó đúng hầu như là 99%. Khi nào mình nghĩ cái món đồ nó rẻ, đâu câu đầu tiên mình hỏi là tại sao nó rẻ. Nó có lý do, tại vì nó không có bền. Không nhất thiết là phải China, bất cứ cái gì cũng vậy hết á. Thành ra đối với bản thân chúng tôi đó, mình find cái gì mà mình có thể vừa cơm gắp mắm, vừa đúng cái túi tiền mình. Chứ nhiều khi mình nói nhưng mà nó không có thực tế thì nó đâu có xảy ra được. Bây giờ mình không, cái budget mình không có afford nổi cái món đồ made in the moon or whatever, nhưng mà nó tốt nhưng mà nó không, mình không afford nổi thì mình nói làm cái gì. Cũng giống như tương tự như tôi nói cái này sẽ rất là đụng chạm nhiều người, nhưng mà nó đó là thực tế. Là ngay từ hồi mà tôi mới qua xứ Mỹ này á, tôi chưa có cái skill á, tôi phải đi làm nghề bồi bàn. Thì theo cái sự nhận xét của tôi á, khi mà làm trong nhà hàng mà đại đa số là khách hàng thân chủ là người Việt Nam á, cái tiền tip tiền bo lúc nào cũng yếu hơn là so với cái nhà hàng làm ở phục vụ cho nhiều khách Mỹ. Không hiểu là tại sao người Việt Nam mình á, là suy nghĩ là tôi tiết kiệm với người đồng hương mình hay làm sao đó, nhưng mà cái bản chất hình như là hơi có vẻ keo, phải nói thẳng một câu vậy đó. Thành ra từ cái keo đó mình không có nghĩ cho ai hết ngoài cái bản thân mình. Thì bây giờ khi mà tôi lớn lên, bây giờ tôi có sự nghiệp đàng hoàng tử tế á, thì tôi suy nghĩ lại là mình làm gì cho bản thân mình trước nè, chứ mình đừng có làm phổi bò mà mình đưa cái lưng mình ra là cái nó ảnh hưởng tới kinh tế gia đình mình, ai take care cho mình. Đó là quan điểm của chúng tôi. Xin lỗi cái đó nó hơi thiệt thòi, nó hơi cái bằng suy nghĩ ích kỷ cho bản thân, nhưng mà đã sao thì mọi người đều suy nghĩ như vậy hết. Thành ra mình nói mình sơn một cái lớp sơn bên nhiêu nhà bên trong cái gỗ mà nó mục rồi, nó cũng là mục rồi, đã từ ba năm lại đã ngoài đó kia mình mới nói đó, tức là mình phải có một cái chương trình hàng tháng hay là hàng tuần như thế nào đó, và mình vô cho detail mỗi cái món hàng, và mình sẽ, mọi người sẽ hỗ trợ nhau, phải cho thấy ok cái sự chọn lựa và giá cả không có quá khác biệt. Cái đó là nó thực tế nhất. Nếu như mà được cái anh vừa rồi anh vừa nói đó, là tại sao mà người Việt của mình á, mà cũng như đi ăn ở nhà hàng Việt Nam cho tiền tip ít á, đôi khi đó cũng là smart in house á. Không, nhà dạy chợ. Không, người ta có nhiều câu cũng thấy là hay. Việt Nam của mình là đòi hỏi thì là chất lượng á, là phải rất là phẩm chất, rất là phải tốt, mà giá là phải rẻ nữa. Nếu mà phẩm chất nó tốt và giá mà không rẻ nó cũng chưa có chịu. Nên là cô Tường Minh á, cô phải đổi cái quán cà phê có tên Mỹ chút xíu, mai ra tiền tiếp mới khá hơn, phải không Vô Kiểm? Rồi. Anh lời phá. Khác, khác từ mình là khác uống cà phê Việt mà anh. Đông khách lắm nha, đông khách lắm nha. Đừng giỡn nha. Mời một thính giả trên đường dây. Hello, phải dạ, tôi không? Dạ thưa đúng. Dạ phải. Xong 922 ha. Dạ. Ủa không phải. Bây giờ á 5284 nói luôn đi ạ. Cô đọc cái số phone của chú bên nhà hàng xóm. Rồi bây giờ chào, tổng chào nha. Rồi không mất thời gian. Bây giờ nha. Bây giờ tôi nói một cách nó thực tế. Tất cả quý vị đồng ý là cái rẻ là chọn, nhưng mà cái hại nó nằm sau lưng, có mình có tiền hiểu nó nhận xét cái đó, nó là nó bao nhiêu phần trăm của cái mình ham rẻ không? Cái hại. Đó, mình kiểm tra hết tất cả thì toàn bộ trong cái đời sống mình mà mình ham cái rẻ, mà nhất là của Trung Quốc cộng sản luôn, thì bây giờ đó chịu khó mà nghe tin tức chút xíu đi. Rồi mình mới thấy mình sợ. Cho dù mà nó rẻ thúi cũng không dám dòm nữa nha. Tại vì hại lớn lắm. Rẻ thì được chứ mà thúi thì không xài cơ. Người ta xài người ta thấy không có thấy hại liền. Người ta không, xài người ta thấy vẫn bình thường chứ có, người ta đâu có thấy cái hại liền đâu, nó hại từ từ người ta đâu có thấy. Thì bây giờ đó, cái hại từ từ cũng thấy ra rồi. Mà cái đối với tôi đó nha, đối với tôi đó, tôi nghe tin tức được đó, bây giờ nó cho tôi đi, tôi còn không dám nhận cái đường đó tôi mua nữa. Đúng. Thôi là tôi đi mua. Bây giờ cái thứ nhất, mình mua đồ Mỹ, tuy là đồ Mỹ nó mắc, nhưng cái thứ nhất, mình mang ơn của nước Mỹ rất nhiều. Tất cả người Việt Nam của mình. Bây giờ thử hỏi, hiện tại
hiện tại bây giờ những người sống trong đất nước Việt Nam thấy như thế nào? Thì Trung Cộng với Việt Cộng mà Việt Nam nó đâu khác anh em mà. Phải không? Dạ, rồi coi như là cô tóm lại nha. Bây giờ tức lại. Là bây giờ dứt khoát chứ đối với cô là đối tha, với cô là tha, tha là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Tha là mua mắt chứ không có mua đồ của Trung Cộng rẻ mà hại là không có mua. Mắc tiền thì mua nhưng lỡ không có tiền thì sao ta? Và chúng tôi thấy có rất là nhiều quý vị đang gọi vào trong chương trình ngày hôm nay. Đúng như là anh Kevin nói trong một lần talk show cũng về cái đề tài này thì anh Kevin nói đây là chuyện ngàn lẻ một đêm đúng không ạ? Mình nói hoài cũng chưa có xong. Thấy trên Facebook thì có Hoa Tâm Hiêu Sinh nói là ai sao mình không biết chứ mình đi chợ mà cầm món đồ nào made in China là bỏ lại kệ, mask hay là hand sanitizer cũng không phải là ngoại lệ. Nó rẻ kệ nó, không mua là không mua. Chỉ trừ khi nào món đồ đó hoàn toàn không có xuất xứ nào khác mà quá cần thì buộc lòng phải mua. Đó cái câu mà nhưng, cái câu nhưng nó cũng mệt lắm đó, đúng không? Thực tế, không? Cái phần đó là trước thực tế. Thì ok rồi, Tường Minh sẽ cũng như đó là phải, nên là bây giờ phải mỗi tuần có một show để chỉ cho mọi người sẽ gọi vô, sẽ báo rằng ồ bây giờ tôi ra tôi muốn mua cái này nhưng mà bây giờ tôi kiếm hoài mấy không chỗ mà nó đồ. Chỉ toàn là made in China không, thì sẽ đem cô Hồng Hoa chẳng hạn là một trong những người mà coi như cái gì cũng biết. Cô Hồng Hoa okay. Chẳng hạn trong đồ gia đình cô Hồng Hoa có thể cho mình cái advice. Đúng. Rồi mọi người có thể search, mọi người có thể mình có thể tạo ra một cái forum anh Vũ Kiểm để mà đúng mình rồi. Có thể hướng dẫn ví mọi dụ người. Như là mình phải có một cái page ở trên Facebook chẳng hạn. Thì mọi người khi mà thấy hàng thì bỏ vô. Chứ em nói thiệt á, khi mà anh đã cần cái món đó rồi, nghĩa là anh đã cần, anh đã đi kiếm rồi là anh cũng cần gấp rồi. Mà anh ra, anh nói mà anh phải bỏ ra 5-7 ngày một tuần lễ để anh đi search một cái món khác không phải made in China thì chưa chắc có ai cũng là kiên nhẫn để làm điều đó đâu. Anh Vũ Kiểm biết sao, Việt TV Radio tính làm chương trình đó nhưng mà em lại sợ đó anh Vũ Kiểm biết sao. China nó lại mua đất cô Tường Minh. Cô cancel cái số. Nên là cái đó nên dạ bây giờ nhiều. Anh phải đặt ra một cái giả sử nó offer của 1 triệu không. Thì sao cao tôi offer đi bọn tàu nó tính mua cô bao nhiêu thôi trở lại với chương trình bây giờ Việt TV sẽ mình sẽ kêu offer từ cả năm nay từ cái dạo trước mình đúng kêu rồi. Mọi người là đã đề xướng là làm cái show đó đi nhưng mà cũng delay đến năm nay là mất năm rồi đó anh Vũ Kiếm thì coi đó. Lại cái vụ này anh Vũ Kiếm rồi, mời một tính giả trên đường dây. Dạ xin chào. Dạ rồi chào chị. Anh. Ừ, chào anh. Dạ em. Dạ giọng giống đồng bào. Không khó. Dạ em chào mấy anh chị. Thì em thấy cái đề tài này thế này nè. Em ủng hộ là xài hàng Mỹ. Nhưng mà em nghĩ cái gì cũng phải mất thời gian. Sẽ mất thời gian lắm. Bởi vì cái chuỗi cung ứng của mình bây giờ nó làm vô của bên Trung Quốc quá lâu rồi. Thì nó sẽ mất một thời gian. Tại vì bây giờ giống như là bây giờ mua những hàng ở Amazon. Nó đa số những hàng đó toàn là hàng Trung Quốc không mà. Những hàng dùng hàng ngày này nọ. Nhưng mà bây giờ nếu như mà Mỹ thúc đẩy cái chính sách nó mạnh với ông Trump chẳng hạn đi, nếu như mà ông Trump ông tiếp tục ông làm thêm 4 nhiệm kỳ nữa mà ông thúc đẩy những chính sách ông đang làm thì có thể là từ từ họ rút ra khỏi Trung Quốc, nhưng mà họ phải tìm một nguồn cung ứng bên Ấn Độ hay là Việt Nam hay những nước Đông Nam Á khác, nhưng mà họ sẽ mất thời gian để xây những hãng xưởng, chỉ mất thời gian thôi, nhưng mà bây giờ không thể nào làm liền được. Nhưng mà nói chung quy ra thì nếu như mà mình có tinh thần yêu nước á, mà mình để không muốn cho bên tụi đảng cộng sản nó có những cái gọi là cái gì tài chính lớn để mà nó phát triển về quân đội hoặc là để nó đi ăn hiếp những nước khác á, thì đó là chỉ một cách duy nhất thôi, là mình cắt cái nguồn cái con bạch tuộc này ra, nhưng mà nó sẽ mất thời gian. Ý kiến anh vậy thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh nha. Chúng tôi thấy có Đức Trần nói là lý thuyết là vậy, nhưng thực chất mình cũng lệ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người, mỗi gia đình, chứ không thể ai cũng có thể bỏ ra 2-3 lần mắc hơn để mua một món hàng khác thay thế cho cái hàng made in China. Đó là ý kiến của anh Đức Trần ở trên Facebook. Và chúng tôi mời một khán giả tiếp theo trên đường dây điện thoại. Xin mời. Dạ vâng, xin chào. Alo. Dạ. À dạ. Tôi tên Lộc với anh, đó chị. Bây giờ tôi kính chào cho ba vị trên đài. Và theo tôi nghĩ đó, tôi làm người business không phải là chính trị, nhưng mà theo đó là lời tổng thống nói đó, là ông Bill Clinton
ông Obama theo Trung Cộng. Thì tôi theo tôi ra không có về chính trị, nhưng mà sao tôi nghĩ như vậy? Cái đời ông Bill, đời ông Bill Clinton á, cái thời gian đó đó nó rất là dễ mở business, nó rất những người thường rất dễ làm business, tại vì mượn tiền dễ, cái gì nó cũng dễ, nó rẻ nữa đó. Còn theo thời buổi bây giờ đó, nếu như mà theo ông Trump á, ông làm á, thì tôi nói rất là khó, tại vì cái gì nó cũng dễ, mắc mọi hết. Ngân hàng cho mượn tiền, nó không cho mượn tiền nếu anh không đủ một nửa số tiền anh làm. Không sát với cái chủ đề nó nằm trong ý đó, nhưng mà chương trình muốn hỏi chú đó, hoặc muốn hỏi ông đó, có nên tẩy chay hàng Trung Cộng không? Và có tẩy chay được không? Ở cái mức độ nào? Dạ. Đúng rồi. Đó, mà đối với lại bậc vật của bên Trung Cộng á, những bậc rẻ đó, thì mình, theo tôi nghĩ, mình cũng tại xài. Rồi đối với những kỹ nghệ mắc tiền á, xe cộ, máy móc, mình nên xài ở đầu ngoài. Còn mình đang nói thứ chú quanh ơi, về cái chú, điểm chú, nhỏ chú, tức là những vậy. Cái nhu yếu xe phẩm đó, hàng ngày trong một gia đình. Ở đây đâu có xe China in China đâu chú. Nên là chú phải coi lại. Dạ. Chú nói tổng quát chú. Dạ vâng. Dạ. Thường mình muốn hỏi là bây giờ nếu cùng một món hàng đó mà quý vị có đã sẵn sàng là bỏ ra số tiền nhiều gấp 2, gấp 3 lần để mà chúng ta tẩy chay cái hàng Trung Quốc hay không? Những cái món nhu yếu phẩm mà trong tầm September là cô Tường Minh có cái đi tháng show trước đây rồi sau đó đi tiếp. Ví dụ như giày dép hoặc là rổ rá ở nhà. Dạ, rổ rá, dạ. Đúng rồi. Dạ. Hai cái món hàng đơn giản là nó sẽ có chênh lệch. Thì quý vị có sẵn sàng trả tiền mắc hơn hay không? Mời một khán giả tiếp nhé. Dạ, xin chào. Hello, xin lỗi, sẽ tôi không? Dạ, thưa đúng. Dạ ok, tôi là Quang, xin chào các vị nha. Dạ, chào chú Quang. Có một cái như thế này, cái này nó rất là thực tế, không thể nào tẩy chay được thằng Trung Quốc. Không thể nào, tại vì cái thằng Trung Quốc này nó khắp nơi trên thế giới. Nói điển hình như vậy thôi, tại đất nước Việt Nam mình, rau cỏ, trái cây đồ trồng tại Việt Nam, nhưng mà người ta có ăn, có mua. Người ta đi tìm cái đồ của thằng Trung Quốc người ta mua thì làm sao mà tẩy chay? Người dân Việt Nam mình á, tối ngày chửi thằng Trung Quốc, nhưng mà lại đi cứ kiếm đồ của thằng Trung Quốc xài à. Không cách nào hết á. Cái đó mình không thể nói là không cách nào được. Một cái cuộc cách mạng nào đó chú, nó cũng cần có thời gian và cần cái sự hy sinh của nhiều người. Tôi nói cho anh Kevin nghe nè, anh nói là thời gian, nhưng mà nếu mà anh chờ cho tới cái thời gian của anh rồi là mấy con tàu nó bay lên trời hết rồi. Không sao. Anh Quang, anh cũng nhận định một cái chắc nịch như đinh đóng cột. Bây giờ mình nói chuyện nhỏ trong phạm vi cộng đồng Việt Nam tại Mỹ đi, đừng có nói chuyện trong nước, nó không có thể nào có đủ thời giờ để mà mình nói hết. Anh Quang có đồng ý tẩy chay hay không, hoặc là nãy giờ đã nghe ý của anh là không thể nào tẩy chay? Đó là cái ý kiến của anh đúng không? Tôi ghét cái thằng tàu lắm, tôi tối ngày tôi thì hiểu rồi tàu. Rồi anh có yes hay no, anh nói là không thể nào tẩy chay vào anh Quang, đừng tôi phân tích thêm. Tất cả ai mọi người cũng đều muốn tẩy chay thằng Trung Quốc nhưng không thể được. Ok rồi, thì đó là ý kiến của anh. Cảm ơn chú Quang. Dạ, rồi chúng tôi xin chuyển đường dây sang một khán giả kế ạ. 3915. Dạ chào mấy anh chị. Dạ xin chào. Dạ tôi cũng đồng ý với cái anh mới rồi đó. Mình ghét nhưng mà không thể nào. Tại vì chính tổng thống của mình đây mà nói cái miệng thì nói là tẩy chay cộng sản tàu, nhưng mà những hàng hóa của con ông ta từ bên tàu không? Made in China không? Thành ra mình cái đó là chị chỉ nói vậy thôi chứ chị cũng chưa có cái bằng chứng bây giờ. Nếu mà bây giờ đã trước đây là một chuyện khác. Ngày hôm nay nếu mà chị muốn cái đó, chị phải lấy một cái món hàng của Ivanka Trump. Ok, thì mới được. Tôi cũng đi shopping. Yes, tôi đi shopping này nọ. Tôi thấy những món hàng của con ông ta vẫn còn. Cái gì chị, cái gì cũng vậy hết. Nó phải cần từng bước, điển hình. Đúng rồi. Chẳng hạn giống như là không có thể một sớm một chiều đóng cửa biên giới.
à block hết được, cái chuyện đó không thể làm gì được. Cho tôi góp ý thật nhanh như vậy, tôi đồng ý với cái nhận xét của anh Kevin và cũng đồng ý với và ghi nhận cái ý kiến của chị, nhưng đây là cái lúc mà bây giờ chị mới thấy tại sao tới thời Tổng thống Trump mới mở cái cuộc chiến thương chiến với lại tàu, bởi vì bị thế giới chứ không riêng gì Mỹ bị lệ thuộc vào cái nguồn cung ứng thực phẩm hàng hóa của tàu làm quá lâu rồi, cho nên đây là cái lúc chúng ta cần phải hành động. Không thể nào nói cái gì không thể được. Nếu mà Mỹ thắng tàu trong cái cuộc thương chiến này thì chúng ta sẽ thành công. Nếu mà mọi người đều có cái suy nghĩ của giống như chị và chú vừa rồi đó thì không bao giờ, từ trước giờ không bao giờ có những cuộc cách mạng. Và ông Trump sẽ không có hành động nếu ông cho là không thể. Tôi nói một cách khẳng định là như vậy. Nếu ông cho là chưa đánh mà đã biết thua rồi thì đánh làm cái gì? Cho chị nói một chút. Okay. Chị muốn nói. Dạ. Tại vì tôi nghĩ ông Trump ông chỉ nói thôi. Ông okay. Sao nói được, cấm bao nhiêu giai đoạn 1, giai đoạn 2 rồi làm sao nói xuống được chị? Giỡn hoài. Không, anh coi lại đi. Những cái gì mà ông nói nhưng mà không thể nào đánh được thằng Trung Quốc hết. Rồi, rất là cảm ơn chị. Trong đài anh Cường nói tôi bình ông Trump, tôi không bình ông Trump, nhưng mà tin tức nói. Anh Cường bí ẩn lên tiếng. Bây giờ mình không làm cái số 1, làm sao mình nghĩ đến làm đâu cái số 2 nữa. Và lẽ ra là có cái cuộc đối thoại về chấm dứt cái thỏa thuận đợt 1. Đúng không? Nhưng mà vì bây giờ vừa rồi bão rồi đủ các thứ hết, vấn đề bầu cử, cho nên ông Trump quyết định rời lại. Sau tháng 11 gặp nhau lại. Thì đó là những cái mà đã lâm chiến rồi. Ok. Rồi, chúng tôi mời một thính giả kế. Dạ. Dạ, alo. Rồi. Tôi tên là Xuân á. Đây là lần đầu tiên tôi gọi vào đài. Dạ. Dạ, hello. Chị Xuân. Chị Xuân lên tiếng đi. Nói đi chị. Hình như cái phone của cổ bị drop call. Rồi. Mất tiêu chị Xuân rồi. Chị Xuân ở Canada. Phải không? Dạ, à, có gì gọi là chị Xuân gọi trở lại nha. Dạ, rất tiếc nha. Vâng, chúng tôi mời mà thính giả kế ạ. 3915. Mời quý vị lên tiếng 3915. Rồi, một thính giả kế nữa, 1259. Đâu mất tiêu rồi. Mình check thử coi cái đường line phone của mình có vấn đề không? À, dạ, không biết là có vấn đề gì ha, chúng tôi không có nghe được quý vị. Quý vị có thể gọi lại nha. Và chúng tôi cũng thấy có rất là nhiều ý kiến ở trên Facebook. Để từ mình sẽ mời một giả kế ạ. Xin mời. Cho mình nghĩ là cái phone có vấn đề. Có thể không? Từ nãy giờ suôn sẻ mà. Từ nãy suôn sẻ nhưng mà bây giờ là khác anh. Chắc tàu đúng rồi, gián điệp tàu nó mới bắt đầu len lỏi vô rồi. Thôi chết rồi anh Cường, coi kiểm tra lại. Dạ, mình đã reset lại cái phone rồi nhé. Quý vị có thể gọi trở lại 7139311560. Gián điệp Trung Cộng, nó phá rồi. Lúc nãy thì cái phone không có nghe được nên do chúng tôi đã reset lại. Nên quý vị mà đang chờ đợi trên đường dây đó bị trớp hết. Quý vị có thể gọi trở lại. Và chúng tôi sẽ, trong khi mà chờ đợi quý vị gọi trở lại thì sẽ đưa vài ý kiến ở trên Facebook, rất là nhiều ý kiến, thành ra nhiều khi cũng sẽ đọc không hết. Nguyễn Dung nói là đồng ý với anh Kevin, sự thật đồ dùng trong nhà được Make in China nhiều nhất là trong nhà bếp và thường là những vật nhỏ, rẻ tiền nên chúng ta có thể thay đổi được. Trước đây không hề nghĩ tới giá mình phải trả nhiều hơn số tiền mình tiết kiệm. Ý là những cái món hàng mà vật dụng trong gia đình thì nó cũng có thể rẻ thôi chứ không phải là những cái món đắt ha. Rồi Ánh Sao Đêm Jackson thì nói là Jason nói là không có hàng Trung Quốc thì có của nước khác, nhiều nước cũng sản xuất hàng rẻ mà làm gì lại không tẩy chay được hàng Trung Quốc. Không đủ, tức là đại khái có nhiều. Bây giờ mình cứ thấy đơn giản như nè. Không đủ. Trước đây ok, thời tổ tiên ông bà của mình trước đây á, bao nhiêu thời là người Trung Hoa họ rất là hùng mạnh, họ vô xâm chiếm Việt Nam của mình, đúng không? Rồi mình cũng thắng được, đúng không? Nếu chứ không là nếu mà bây giờ vậy thì mình đã thuộc về Trung Hoa rồi, từ thời quân Nguyên là có dấu mạnh như thần, đúng không? Mà mình vẫn chống được. Nên cái chuyện đó, nếu mà những cái người mà quá bi quan đó, ô cái này không được,
đây nọ là cái bệnh đó, không có cái gì gọi là không được hết. À, nên là quý vị phải nghe cái bài hát mà không thể và có thể. Nothing impossible, anything possible. Chống tức là anh đang tính kêu Tom Cruise vô. Thì đó không thể và có thể. À, đúng không? Nothing impossible, tính kêu Tom Cruise vô đây. Đúng rồi. Nhiệm vụ bất khả thi. Chương trình đang rất là hot, tuy nhiên thì cái đường dây điện thoại thường mình đã kiểm tra gọi. Tôi đoán là em không, em nghĩ đó, cái gián điệp trung này, cộng không, cái điện thoại này dám ở China. Bắc Kinh China không vậy? Không. Nó mention China nhiều quá, nó lá. China virus nó xâm nhập á, nó biết mình nói xấu nó đó. Nó phá đó. Trai gọi vô cái số điện thoại của đài thì sao nó vẫn reo mà nó không có hiện lên. Đúng rồi. Tự nhiên đang rất là đầy tòa tổng lãnh sự đóng rồi mà tại sao nó còn len lỏi vô được anh Cường? Anh Cường coi ban kỹ thuật gì kỳ vậy anh Cường? Rất tiếc thì chúng tôi không có nhận được phone của quý vị nữa. Thôi để dành thời gian này chúng tôi sẽ đọc những cái comment ở trên Facebook của quý vị nha. Hạ Trắng thì nói là xin đừng sử dụng hàng tàu, đồng bào hiệp ý, tâm đầu diệt trung, quyết tâm quyết chí chung lưng hàng tàu vứt bỏ vào thùng rác ngay. Có được không? Dạ. Nói xong tuần sau á, mình lập một cái nhóm á, anh Vũ Kiểm, đi kiểm tra từng nhà. Exploration team. Có một ý kiến của Đức Trần nói á, là một món hàng 1 đồng mà bây giờ lên 2 hoặc 3 đồng thì người mình có thể mua với cái giá 3 đồng. Nhưng nếu một cái món hàng mà trước đây là 10 đồng bây giờ thành 30 đồng, tôi nghĩ rằng không có được 10% người Việt Nam sẽ lựa cái món hàng 30 đồng mà mua. Nhưng đâu. Nhưng mà bây giờ không có đến nỗi mà cách biệt như vậy đâu. Sắp sửa là sẽ có sự nhiều thay đổi, quan trọng là cái công nghệ thôi. Nhưng mà cái label là ở bên China bây giờ nó đã lên cao. Tôi rồi. Nói một cái khía cạnh thực tế như vậy. Cái lý do mà chúng tôi có cái đề tài này đó, trên thực tế trong những ngày vừa qua quý vị đã thấy sau cái tình hình đại dịch, hầu hết các công ty đều đồng ý trên nguyên tắc lý thuyết với Tổng thống Trump là mang các công ty của Mỹ đang hoạt động ở tàu ở ngoại quốc về nước, tức là Make in America, để bớt lệ thuộc nếu có một cái biến cố gì xảy ra không có đủ cung ứng cho thị trường. Và bây giờ người ta đang lo tới cái kế hoạch đó. Cái điều đó là cái điều thực tế. Thì sẵn đây thì họ cũng không muốn lệ thuộc vào cái thị trường, cái mức cái lao công của bên tàu nhiều quá, cho nên Mỹ cũng muốn mang về lại. Và mới đây nhất trong cái đại hội đảng toàn quốc của Cộng hòa, Tổng thống Trump cũng tuyên bố thẳng thừng sẽ đánh thuế nặng các công ty Mỹ mà mang công ăn việc làm ra nước ngoài, nói thẳng là tại thị trường bên Hoa Lục. Thuế rất là nặng. Thì đây là cái dịp mà chúng ta cùng đồng tình biểu lượng, coi như là đồng tình để mà mình ủng hộ cái ý kiến tôi cho là khả thi đó. Có thể anh làm được. Cái này mới là nguy hiểm. Giả sử mà xảy ra một chiến tranh hay một chuyện gì đó, rồi China họ stop, lúc đó mình còn chết thảm nữa. Đó là cái người ta muốn ngăn chặn trước cái chuyện cái xấu đó xảy còn ra. Chết thảm nữa. Đúng. Nên và chắc chắn cái tham vọng của tàu cộng. Dạ. Thì cái chuyện mà đó là có khả thi chứ không phải là không. Đúng, chính xác là như vậy. Dạ. Một khán giả nói là lý thuyết là như vậy, ai điều đó cũng có. Ai đều cũng có lòng yêu nước, nhưng thực chất là mình phải yêu chính bản thân và gia đình của mình trước đã. Cho nên dù mình không thích hàng tàu, nhưng tạm thời trước mắt vẫn phải sử dụng, đồng phạm với những món hàng mà mình có thể. Đi quân dịch là thương nòi giống, mà cứ yêu gia đình trước thì làm sao lo cho Tổ quốc. Rồi, chúng tôi thấy có gọi vô được rồi, không biết là quý vị trên đường dây có nghe được không ạ? Dạ nghe được rồi. Rồi. Dạ chào cô. Dạ, cô Mai chào Vũ Kiểm nè, chào Kevin nè, với chào Tường Minh nha. Dạ rồi, chào cô Mai. Ít giờ lắm, cô Mai có nói thẳng vô nha. Bây giờ cô Mai có trả tiền thêm không? Cô Mai nói thẳng nè. Cô Mai không ủng hộ hàng Trung Quốc. Cô Mai không ủng hộ hàng Trung Quốc. Cái gì cũng phải, ví dụ như muốn không có xài hàng Trung Quốc, mình phải cắt nó từ từ rồi sẽ từ từ sẽ giảm hết. Như lần đầu cô Mai đi mua cái bọc ni lông cũng vậy nữa. Cô Mai thấy cái hàng mà Made in USA bọc ni lông đã có rồi đó. Ví dụ như hồi xưa cô Mai mua 11 đồng 99 thì bây giờ cái bọc ni lông đó đó, cái đường rác đó
là cô Mai mua 14.99 thì cô Mai thấy mấy giá cả nó cũng không có tương đối, cũng ok. Tại vì cái người người ta làm ra người ta cũng sẽ biết là cái món hàng ta không có thể nào mà gấp đôi gấp ba lần, ví dụ như 10 đồng mà lên 20-30 đồng đâu. Cô Mai nghĩ vậy đó. Thì bây giờ cô Mai nói thẳng là cô Mai không xài hàng Trung Quốc, không thích xài hàng Trung Quốc, vậy thôi cô Mai muốn tẩy chay nó. Rồi, cô Mai cái bột rác thì cô Mai cũng sẵn sàng trả thêm 3-4 đồng để mà mua cái hàng không phải là của Trung thực Quốc tế. Ha. Dạ. Rất thực dạ, tế. Dạ. À, không, không có đắt lắm đâu, tức là những nhà sản xuất giống như cô Mai vừa nói đó, những cái nhà sản dạ. xuất người ta họ sẽ tính cái chuyện này, chứ không phải họ cũng biết là nếu mà anh làm ra một cái nhà máy, anh sản xuất anh muốn nhập vô thị trường Mỹ, tại vì đây là một cái thị trường béo bở nhất, người ta họ sẽ nghĩ ngay đến cái việc là cạnh tranh với cái hàng Made in China. Đúng. À, nên là người ta sẽ cố gắng từng bước họ từng sẽ bước chám người ta chỗ. Sẽ hạ chứ. Đã chám chỗ. Rồi, rất tiếc luôn, bây giờ rất là đông người trở gọi trở lại được rồi. Tuy nhiên thì thời lượng cho chương trình cũng đã hết rồi, cho nên Tường quý Minh... vị an tâm, mỗi tuần cô Tường Minh cô sẽ mở quán ốc cho quý vị nói. Tường Minh và Kevin Ngô cũng như là anh Vũ Kiểm xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Chúc quý vị có một tuần mới làm việc thật là vui vẻ, hạnh phúc, và nhất là cầu chúc cho quý vị có một sức khỏe thật là dồi dào. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau. Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Hiên Tế Vinashop 1-855-855-5888.